Cô thân ái xin chào tất cả các con. Rất vui khi được gặp lại chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Trong video bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau học về bài tập làm văn, lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc. Nào, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên, đó là phần tìm hiểu đề bài. Quan sát cho cô đề bài. Đề bài yêu cầu chúng mình viết bài văn thuật lại một việc tốt mà em hoặc bạn bè, người thân đã làm. Được chưa ạ? Đây chính là một việc làm tốt này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đề bài bằng việc trả lời những câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên, đề bài yêu cầu viết bài văn thuộc thể loại nào? À, thuật lại một sự việc đúng không ạ? Đó chính là thể loại văn thuật Kiểu bài văn thuật Chuyển sang đến phần trả lời câu hỏi số 2. Sự việc thật lại cần có nội dung gì nhỉ? Đó là việc làm tốt được chưa? Đó cũng chính là câu trả lời, việc tốt, thật lại một việc tốt. Tiếp theo, ai thực hiện việc đó? Đó có thể là em, chính bạn thân mình hoặc là bạn bè, em hoặc bạn bè nhé. Và sau khi thực hiện xong về phân tích đề bài chúng ta sẽ đến với phần thứ hai đó là lựa chọn việc làm tốt. Có rất là nhiều những việc làm tốt xung quanh chúng ta. Chúng ta gặp hàng ngày, có thể là giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người già, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, vân vân Rất là nhiều. Các con sẽ chọn lấy cho mình một việc làm tốt. Có thể là bạn thân mình hoặc bạn bè mình đã thực hiện và kể về thật lại về việc làm đó. Ví dụ như sau, cô chọn việc làm tốt giúp bà lão qua đường bây giờ đối với việc làm tốt này cô sẽ thực hiện triển khai như sau phần thứ hai phần tiếp theo lập dàn ý cho bài văn đối với phần lập dàn ý cho bài văn thuật lại một việc làm tốt mà em hoặc bạn bè người thân đã làm phần mở bài chúng ta cần phải giới thiệu những gì về việc tốt đây nhỉ chúng mình cần phải giới thiệu về thời gian địa điểm diễn ra sự việc đấy và các nhân vật được xuất hiện trong câu chuyện mà mình định kể lại định thuật lại đối với đề bài vừa nãy cô chọn cô sẽ có phần mở bài như sau ngày hôm qua trên đường đi học em đã giúp một bà lão qua đường việc làm hôm qua đã khiến em rất tự hào và vui sướng đó là một cách mà chúng ta giới thiệu về việc tốt chuyển sang đến phần tiếp theo đó là phần thân bài phần thân bài các bạn sẽ triển khai cho cô những ý sau đây đầu tiên phải nghĩ trong đầu trước là chúng mình cần phải chọn thuật lại sự việc theo trình tự nào à nó có thể là theo trình tự thời gian này lưu ý sử dụng các từ ngữ chỉ thời gian đó là gì đầu tiên tiếp theo à, gì nữa sau đó cuối cùng chẳng hạn hoặc nếu như mà mình uh, thực hiện việc thuật lại sự việc này theo trình tự ở không gian thì cần phải gắn với những địa điểm hoặc những tình huống khác nhau cụ thể và lưu ý cho cô đó là sử dụng các từ chỉ địa điểm hoặc tình huống ví dụ như là vừa tới cổng trường hoặc là vừa tới sân trường thì nhìn thấy chiếc ví chẳng hạn và gặp chú công an đấy chưa ạ đó là lần lượt trợ theo trình tự từng sự việc một gắn với từng địa điểm một và chúng ta sẽ phải ghi lại vắn tắt diễn biến của sự việc gắn với từng khoảng thời gian địa điểm hoặc tình huống người tham gia hoạt động cảm xúc nữa khi mà chúng ta ghi chép cụ thể việc làm à, thể hiện lòng tốt của nhân vật thì bài văn của các con sẽ sâu hơn và sẽ hay hơn rất là nhiều đối với phần việc tốt mà cô đã chọn ngay từ ban đầu thì cô sẽ triển khai như sau. Đầu tiên cô sẽ kể về bắt đầu việc tốt em đã làm. Đó là gì nhỉ? Gắn với một địa điểm này. Hôm qua trên đường đi học. Cô kể bắt đầu đã nhá. Gì nữa? Em đạp xe trên trường, tận hưởng những làn gió mát thoảng qua. Bỗng, em nhìn thấy một bà cụ ven đường. Bà cụ đang đứng ven đường tay cầm một cây gậy, một tay cua cua như vậy là chúng ta thấy rằng đây chính là sự việc bắt đầu mà các con sẽ hành động để thể hiện được việc làm tốt đấy sau khi mà bắt đầu xong thì chúng mình sẽ chuyển sang đến phần diễn biến của sự việc sự việc được diễn biến theo trình tự đó là đầu tiên dừng xe lại nắm tay bà cụ hỏi bà cụ bà muốn qua đường ạ à? bà cụ nói phải chắc, cuộc trao đổi giữa em và bà cụ bà muốn qua đường nhưng bà không thấy đường hoặc là bà thấy rất là đông người bà không dám qua tôi nói để tôi giúp qua đường và bà đồng ý hoặc là em nói để em giúp qua đường và bà đã đồng ý em nắm tay bà một tay nắm tay bà một tay vẫy vẫy xin đường và kết quả đây đó chính là đã dẫn được bà cụ qua đường đây chính là trình tự diễn biến của sự việc đã diễn ra sau khi kể xong diễn biến của sự việc thì chúng ta sẽ đến với phần kể kết thúc sự việc. Vậy sau khi mà mình đã giúp đỡ bà cụ thì khi mà qua được bên đường này, tôi thả tay bà ra, bà cảm ơn tôi và hỏi thăm tôi. Tôi và bà nói chuyện rất lâu, hoặc là em và bà nói chuyện rất lâu cũng được. Xong bà đi về nhà, còn em lại lấy xe để đi về nhà, được chưa ạ? Đó, chính là kết thúc của sự việc này sự việc kết thúc là bà cảm ơn, ngồi lại nói chuyện với bà và từ đó hai bà cháu chia tay nhau và bạn nhỏ thì đi về và bà cũng đi về nhà của mình. Vậy là đối với nội dung của phần thân bài, cô đã chia thành 3 phần. Đầu tiên là cô phải kể uh, phần mở đầu dẫn dắt ra sự việc đấy. Tiếp theo là cô thể cô kể đến diễn biến sự việc đấy diễn ra như thế nào và cuối cùng là kết thúc của sự việc đó. Đấy cũng chính là một trong các cách mà mình triển khai nội dung của phần thân bài Sau khi xong phần thân bài Chúng ta sẽ chuyển sang đến phần kết bài Em viết những gì ở phần kết bài đây nhỉ? À chúng mình có thể viết là uh, Nêu kết thúc của sự việc này Cái phần kết thúc vừa nãy chúng mình có thể chuyển sang phần kết bài Hoặc là nêu thêm, bày tỏ thêm những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của mình về sự việc vừa rồi Sau đây là một ví dụ nhé Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc với việc làm của mình em biết việc làm của mình rất nhỏ nhoi trong những việc tốt mà mọi người làm nhưng em đã cảm thấy rất vui vì mình đã làm được một việc có ích cho xã hội đó chính là cách mà chúng ta uh, lập một dàn ý thuật lại một việc làm tốt mà em bạn bè hoặc người thân đã làm sau khi mà thực hiện uh, gạch ra những ý như vậy thì chúng ta có thể bổ sung thêm một số nội dung để cho phần dàn ý của mình chi tiết hơn. Và khi mà dàn ý chi tiết thì việc mà các con viết thành bài văn sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Có thể là thêm vào những từ ngữ chỉ thời gian này, địa điểm hoặc tình huống. Hoặc là thêm vào những từ ngữ thể hiện suy nghĩ, hành động của nhân vật. Giống như đoạn phần dàn ý vừa nãy cô đã thêm phần cuộc đối thoại giữa hai bà cháu với nhau. Đó cũng chính là một cách mà chúng ta thêm vào để cho bài văn của mình đặc sắc hơn, hay hơn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau thực hiện viết xong phần lập dàn ý bài văn thuật lại một việc làm tốt mà em, bạn bè hoặc người thân đã làm. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang đến nội dung tiếp theo, đó là phần vận dụng. Trong nội dung phần vận dụng này thì chúng mình thực hiện cho cô yêu cầu viết lời cảm ơn người thân khi nhận được một món quà hoặc sự quan tâm, chăm sóc từ người đó. Được chưa? Đối với phần này thì chúng ta có thể viết thành những lời cảm ơn như sau. Con cảm ơn bố mẹ vì món quà, con thích lắm. Con yêu bố mẹ nhiều. Hoặc là gì nhỉ? Bố mẹ thật tuyệt vời, con rất bất ngờ vì món quà ý nghĩa của bố mẹ. Con vui lắm và yêu bố mẹ nhiều. Hoặc là gì nữa đây? Cảm ơn anh, em rất thích và bất ngờ mà anh đã dành cho tặng cho em đó người anh tặng cho em của mình được chưa vô vàn những lời chúc khác, à, những lời cảm ơn khác dành cho những người thân của chúng mình khi mà bản thân các con nhận được món quà từ họ rồi đó cũng chính là nội dung cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng các con đã có một tiết học bổ ích và lý thú. Hãy cùng nhau thực hiện lập một dàn ý thật chi tiết và rõ ràng chuẩn bị cho phần viết bài văn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video bài giảng lần sau.